ôn bướu chưa có ở cô. Hả? Dạ bên bộ môn ôn bướu thì tụi em chưa có ạ. Không, nhưng mà tụi em đã có lịch là đi bệnh viện nào chưa vậy? À, Cái lịch dạ, tổng á các em có chưa? tụi em ghi là có tụi em đi ôn bướu ạ chị. Sao trong cái lịch của cô nhận bên trường lại chưa có? À, như vậy thì các bạn nào lớp trưởng á, cho chút xíu tụi em gửi qua trong group Zalo dùng cho cô nha. Cái lịch mà có gần phân là nhóm nào đi đi bệnh viện từ thời điểm nào đến thời điểm nào á nha. Dạ vâng ạ chị. Rồi bây giờ để xem cái màn hình. Các em thấy cái bài chưa vậy hả? Dạ em thấy rồi cô. Rồi mình bắt đầu nhé. Thế này bây giờ cô sẽ dạy rồi sẽ gửi lại cho các em cái bài PowerPoint cũng giống như là cái bài video ghi sẵn á. Rồi mình bữa nay mình sẽ học trước cái phần về diễn tiến cũng như là một phần cái chẩn đoán. Rồi sẽ còn một buổi nữa sẽ gặp trực tiếp lớp mình ngày 13 tháng 10 ở trên trường á. Thì sẽ gặp rất là tuần tuần sau ha. Thì sẽ gặp lớp mình ở trên trường thì lúc đó sẽ giải đáp thắc mắc luôn cho các em ha. Những cái vấn đề gì các em có thắc mắc. Rồi. Thì mục tiêu quan trọng của cái bài học này ha, bao gồm từ phần chẩn đoán cho tới phần điều trị là cho tới buổi tuần sau luôn, sẽ gồm 3 mục tiêu chính như trên. Rồi. Thì đầu tiên để có thể bắt đầu về cái phần chẩn đoán thì chúng ta phải tìm hiểu xem bệnh lý ung thư là gì ha. Thì cái từ ung thư năm nay tụi em học Y4 rồi và bản thân tụi em cũng đã nghe nhiều ở bên ngoài nói về bệnh ung thư, nhưng bệnh ung thư là một cái từ chung rất là chung chung, khi nhập đi sâu thì chúng ta sẽ tìm hiểu ung thư là như nào và cái diễn tiến của bệnh nó như ra sao. Nếu như mà tụi em nắm được cái diễn tiến này, nắm một cái hình thức chung, một cái bức tranh chung về cái bệnh diễn tiến này thì nó sẽ giúp cho tụi em hiểu được cơ chế của bệnh, từ đó tụi em sẽ có thể ra được cái phương hướng điều trị, cũng giống như cái quan trọng nhất là tụi em tiên lượng được cho bệnh nhân ha, cái đó rất là quan trọng. Thì thường đa phần tất cả bệnh nhân mà nghe nói tới ung thư là hỏi bác sĩ ơi điều trị được không, rồi tôi còn sống được bao lâu, sao 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 ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên ha, trước mắt chúng ta sẽ nhìn vào ở đây, cô sẽ một cách để cho các em dễ hiểu là chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang nhìn một cái, nghe kể một cái câu chuyện. Ung thư xuất phát từ đâu, nó diễn tiến ra sao và cái kết cục của cái câu chuyện đó là như thế nào. Bệnh nhân đối với chúng ta thì họ sẽ vô, không phải là họ vô đến với em ở bắt đầu của câu chuyện, họ có thể vô ở bất cứ thời điểm nào, thời điểm bắt đầu, thời điểm ở giữa, tức là thời điểm đã có diễn tiến lâm sàng rồi, hoặc có thể là họ vô ở thời điểm là gần như là cận đến với giai đoạn cuối, và tiên lượng thậm chí là có thể tiên lượng sống của họ chỉ còn được tính bằng ngày hoặc thậm chí bằng giờ thôi ha. Thì họ vô bất cứ ở thời điểm nào, thì quan trọng nếu mà tụi em biết được cái câu chuyện này, hiểu được cái câu chuyện này, tụi em sẽ có một cái nhìn tổng quát cho bệnh nhân vào cái thời điểm tụi em tiếp cận bệnh nhân, cũng như là tụi em tiên lượng cái bệnh nhân đó thời điểm đó và sắp tới sẽ như thế nào. Thì để có thể biết được cái bệnh ung thư bắt đầu từ đâu, chúng ta sẽ quay lại câu chuyện là nguyên nhân của cái bệnh lý ung thư.
Thì hồi hôm bữa vừa rồi là ngày thứ ba vừa rồi thì bác sĩ Lan Phương cũng có đã nói với tụi em về cái dịch tễ cũng như nguyên nhân ung thư rồi ha. Thì ba cái nguyên nhân mà lớn nhất, đại khái cụm từ mà chung chung nhất mà tụi em cần phải biết đó là nguyên nhân do vật lý, nguyên nhân do hóa học và nguyên nhân do sinh học ha. Thì các nguyên nhân đó là nó sẽ dẫn đến làm cái tổn hại, cái quan trọng nhất là tổn hại DNA của cơ thể. Thì bình thường không phải là cơ thể mình không có tổn thương những cái cấu trúc DNA, có, nhưng cơ thể mình luôn luôn có những cái cơ chế được gọi là cơ chế tự sửa chữa để mà có thể làm cho những cái sửa chữa đó nó có thể là bị nó bị loại trừ đi hoặc là nó sẽ bị sai sót hay bị chỉnh sửa lại, thì câu chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì không có cái gì là hoàn thiện 100%. Thì dưới cái tác động của những cái sai đó, nó sẽ không được sửa chữa, nó sẽ nhân đôi từ một, nhân đôi lên hàng 10, hàng chục, hàng trăm, hàng triệu. Thì nó sẽ dẫn đến hàng loạt những cái người ta gọi là đột biến gen. Thì từ đột biến gen này nó sẽ làm từ một cái tổn thương, một cái bướu nguyên, tức là những tế bào ung thư đầu tiên, nó sẽ nhân theo cấp số nhân, nó lên nhân lên từ 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 từ, nó tạo thành những cái tổn thương gọi là những cái tổn thương ung thư được thấy ghi nhận được trên lâm sàng, người ta gọi là những cái bú ha, những cái bú ác tính. Rồi ta phân biệt giữa cái bú lành và bú ác ha, thì cái này ung thư là bú ác, rồi là bú nguyên phát. Thì ban sau đó thì nếu như mà nó nằm ở một chỗ thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến thiên hạ hết, dạ liệt ảnh hưởng gì hết. Tuy nhiên theo thời gian thì cái bú đó bắt đầu nó có hiện tượng là nó di căn. Di căn là một cái cụm từ gọi là chuyên môn, hay còn gọi là dân gian mình hay gọi là chạy, chạy khắp nơi để cho các em dễ hiểu ha. Em mới cho nên cô nói cho em dễ hiểu. Thì nó sẽ chạy theo di căn theo con đường máu hoặc là con đường lympho, tức là con đường hạch bạch huyết, nó đến các cơ quan trong cơ thể. Thì thường đa phần như các em sẽ thấy cái cơ quan mà như hình trên hình á, thì các cơ quan thường là nơi mà tiếp nhận những cái máu nhiều nhất, thường là phổi nè, gan nè, ha, não nè. Thì những cơ quan này thường là những cơ quan di căn xa của hầu hết tất cả các loại ung thư. À, đó thì khi nó đi di căn đến là nó sẽ gây hàng loạt những triệu chứng, ví dụ như nó di căn phổi nó sẽ làm cho bệnh nhân ảnh hưởng đến vấn đề hệ hô hấp cho bệnh nhân có thể vô tình trạng suy hô hấp, khó thở. Rồi bệnh nhân có thể di căn lên gan, di ra cái hàng loạt những cái vấn đề ở gan, suy gan chẳng hạn. Rồi di căn lên não sẽ làm bệnh nhân có thể hôn mê, tụ não vân vân. Rồi thì cái kết cục của bệnh nhân tử vong không nhiều khi mình gọi một cái cụm từ là chính xác, không phải tử vong do những cái vấn đề chính xác tử vong những tế bào ung thư đó, mình tử vong do các biến chứng của các cơ quan di căn xa nó gây nên. Ví dụ như bệnh nhân có thể tử vong do tình trạng là gì? Suy hô hấp do một cái tổn thương di căn lên phổi. Bệnh nhân có thể là tử vong do tình trạng là vô suy gan, có đoạn đông máu vân vân, tử vong do tình trạng là bệnh nhân vô hôn mê, tụt não vân vân, do di căn não ha. Rồi như vậy thì tóm lại cô vừa kể các em nghe một cái câu chuyện, tức là ung thư xuất phát từ đâu, nguyên nhân thì sao và xuất phát từ đâu, sau đó nó sẽ tại chỗ rồi là bú nguyên phát, sau đó nó sẽ di căn xa ha, và kết cục của là bệnh nhân sẽ tử vong do các biến chứng của những cái di căn đó gây nên. Các em nghe kịp cái câu chuyện ha. Như vậy để có thể tóm lại cái diễn tiến này, có các cụm từ là ung thư là một bệnh lý tăng sinh ác tính của các tế bào. Tăng sinh ác tính ở đây có nghĩa là các tế bào này vượt khỏi sự kiểm soát của cơ thể, tăng sinh quá mức ha. Rồi nó sẽ là di căn tại chỗ, xâm lấn tại chỗ, xin lỗi, xâm lấn tại chỗ, di căn xa. Và bệnh nhân kết cục của cái câu chuyện này là bệnh nhân sẽ tử vong. Kịp ha các em ha. Các em vẫn nghe ha, nghe được ha, kịp ha. Rồi, nắm được câu chuyện này ha. Đây là một cái diễn tiến của chung của tất cả các loại ung thư. Khi đi học sâu vào từng loại ung thư, ví dụ như là giáp, ung thư vú, ung thư đại tràng, trực tràng, vân vân, thì các em sẽ có những cái diễn tiến riêng của từng loại bệnh. Nhưng trên cơ bản vẫn là một cái câu chuyện như thế. Kịp ha. À, chỗ này lớp có gì hỏi không? Được ha các em. Rồi. Thì từ đây sẽ dẫn tới là sẽ có các triệu chứng báo động ung thư. Thì các triệu chứng báo động ung thư này, tức là nó đã ở khoảng giữa của câu chuyện mà cô vừa kể cho các em nghe hồi nãy, tức là đã có các dấu hiệu lâm sàng rồi ha. Nhấn mạnh dùm ở chỗ này là ở trên slide có ghi đây là các triệu chứng báo động.
Và có thêm một cái câu là đừng hoảng phát hoảng lên vì phần lớn không phải là ung thư và nên đi khám bác sĩ. Thì đây là một cái gọi là báo động thôi. Báo động có nghĩa là nó có vấn đề. Nó có thể là một cái triệu chứng của bình thường thôi, sinh lý bình thường. Nó có thể là một cái dấu hiệu của một cái hiện tượng là lành tính, nhưng cũng có thể là một cái dấu hiệu ác tính. Nhưng nếu mà tụi em là một bác sĩ ở một cái phòng khám, tụi em ngồi bất cứ một phòng khám nào, đa khoa nào, bệnh nhân vô đó với em có các triệu chứng này, thì trong đầu của em đừng quên rằng khi em loại trừ hết cái yếu tố khác em không kiểm tra thì cũng có thể cẩn thận đó là một cái nguyên nhân ung thư. Nhưng đừng suy ngược lại có nó là ung thư. Các em nghe kịp ha, chúng ta sẽ nên coi đó là một cái dấu hiệu báo động. Và bắt đầu từ cái đó chúng ta sẽ gợi ý, à đừng quên rằng trong đầu có vấn đề đó để chúng ta đi kiếm. Chứ đừng có khẳng định rằng chắc chắn đó là ung thư thì nó sẽ hoang mang. Bởi vì sao? Bởi vì một lát hồi chúng ta sẽ coi coi cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý ung thư là tiêu chuẩn gì nha. Rồi. Thì đây là các triệu chứng ha, như là thay đổi thói quen của ruột và bọng đái. Ví dụ như là lúc thì tiêu chảy, lúc thì táo bón, thì tiêu chảy táo bón xen kẽ vân vân gì đó ha. Rồi một chỗ lở loét không có chịu lành. Một cái vết thương ở trên da, như thế nó một gợi ý một ung thư da chẳng hạn ha. Rồi chảy máu hoặc là tiết dịch bất thường, ví dụ như là suối âm đạo bất thường sao sao mãn kinh chẳng hạn ha. Rồi nhưng mà suối âm đạo bất thường sao mãn kinh, hay mốt em học bên sản y bố em sản, các em cũng sẽ biết không phải tất cả mọi trường hợp nó đều là ung thư cả, nhưng mà đừng quên rằng ung thư cũng có triệu chứng đó nha. Rồi một cái khối gì đó, một cái bú gì đó ở vú hoặc là một nơi nào đó bất kỳ ha, ăn không tiêu, nuốt khó, ho dai dẳng, thay đổi tính chất của nốt ruồi, rối loạn. Rồi cuối cùng là các triệu chứng được gọi là hội chứng cận ung, bao gồm các triệu chứng về suy kiệt cơ thể nè, sụt cân nè, chán ăn thì được gọi là các hội chứng cận ung ha. Rồi kịp hả các em, sao lớp mình im lặng quá trời. Các em nghe cô nói rõ phải không vậy hả? Dạ nghe. Rồi. Cứ học bữa này rồi bữa sau nữa, rồi xong cô sẽ gửi cho các em cái bài video ha. Nếu mà cái bạn này, bạn nào mà bữa nay vẫn không nghe được á, thì có thể coi lại cái video. Rồi, ở đây là một cái hình minh họa ha, như suối âm đạo nè, đi tiêu ra máu, chảy máu mũi liên quan đến các vấn đề bệnh lý ung thư này ha. Rồi. Nhưng mà cũng nhấn mạnh đối với các em ha, thì không chắc là tất cả các triệu chứng này là ung thư, nó có thể là một cái vấn đề sinh lý bình thường, nó cũng có thể là một cái bệnh lý lành tính thôi. Nhưng mà đừng quên rằng ung thư cũng có cái triệu chứng này. Rồi. Cái hình mà chỗ khàn tiếng ung thư thanh quản, em thấy hình ảnh bệnh nhân, thì các em biết hình ảnh này là gì không? Bệnh nhân đang có cái gì ở cổ á. Đó mình biết không à? Khai khí đạo ha. Ừ, rồi. Được ha. Như vậy là mình đã nắm được cái diễn tiến bệnh lý ung thư. Nắm được chưa nè? Được không? Có gì hỏi không? Rồi. Thì tụi em đã hiểu được về bệnh lý ung thư là gì, định nghĩa như thế nào rồi. Thì bây giờ vô một cái phần quan trọng nhất là chẩn đoán bệnh lý ung thư ha. Cô sẽ nói qua một lần về cái chẩn đoán bệnh lý ung thư, và lần sau trước khi vô cái bài học buổi sau ở bên trường về bài điều trị bệnh lý ung thư thì cô sẽ hỏi lại các em ha về chẩn đoán ung thư. Đây là phần quan trọng nhất trong chương trình học của mình, đối với Y4 thì đây là cái phần quan trọng nhất. Rồi thì đầu tiên cần phải nắm cho cô ha, chẩn đoán ung thư chúng ta gồm có 3 bước nha. Rồi ở đây sẽ nói cho các em nghe, và lần sau khi lên thì các em sẽ nói lại cho cô nghe về 3 bước chẩn đoán này. Và từ 3 bước chẩn đoán này là sẽ các em chỉ cần học một cái bài chung như thế này, và tất cả khi áp dụng vô một cái bệnh lý ung thư cụ thể, các em cũng sẽ lần lượt đi theo từng bước chẩn đoán này. Các em không cần phải ngồi mà học về ung thư vú là triệu chứng gì không có. Tụi em học y mà tụi em học thuộc như vậy thì rất là tụi em không thể nào nhớ được, mà tụi em học dạng như là tụi em sẽ vẽ sơ đồ và tụi em suy luận. Tụi em chỉ nắm được cái sườn, sau đó tụi em sẽ tự suy luận ra.
từ cái vấn đề ung thư vú tổn thương như thế nào, nó sẽ dẫn đến hàng loạt các triệu chứng gì và diễn tiến bệnh ra sao, và tụi em sẽ can thiệp như thế nào. Thì nếu tụi em học theo như vậy, tụi em sẽ có thể nắm được bài, tụi em không cần học quá nhiều, học theo kiểu tụi em hiểu vấn đề nha. Thì các bước chẩn đoán ung thư của chúng ta sẽ gồm có tất cả là 3 bước ha. Thì cũng giống như là tụi em học bên nội dù bên bên ngoại, thì thầy dạy tụi em về chẩn đoán, ví dụ như một bệnh lý là xuất huyết tiêu hóa đi, thì thầy luôn luôn yêu cầu tụi em ra một cái chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa gì em, xuất huyết tiêu hóa trên hay là dưới, mức độ hiện tại như thế nào, rồi nguyên nhân từ do đâu, phải không nè, vân vân. Như vậy thì cái đó được gọi là một chẩn đoán, tụi em bao gồm những cái phần đó, chẩn xuất huyết tiêu hóa đầu, do đầu trên hay dưới, mức độ, câu nguyên nhân là gì, vân vân, là từng cái cụm từng cụm. Nhưng mà để trả lời được cái câu hỏi chẩn đoán đó thì tụi em cần phải làm những cái gì, bước 1, bước 2, bước 3 ha. Thì tụi em phải hỏi bệnh, tụi em phải thăm khám, tụi em phải cho xét nghiệm, thì đó là từng bước từng bước. Thì tương tự cũng vậy, vô tới đây thì để tụi em có thể nói người ta một bệnh nhân, ví dụ như là một bệnh nhân ung thư vú, thì em phải nói đầy đủ đây là ung thư vú bên nào, ung thư vú phải, vú trái, giải phẫu bệnh của họ là gì, giai đoạn bao nhiêu của bệnh đó. Thì để làm sao tụi em hoàn chỉnh được một câu chẩn đoán như vậy thì tụi em cần phải đi lần lượt từng bước. Bước đầu tiên là tụi em chẩn đoán cơ quan mang bú, tức là ung thư gì, vú, đại tràng, dạ dày, vân vân. Bước thứ hai, bản chất của bú, bản chất của bú chính là cái gì, chính là cái giải phẫu bệnh. À, tụi em học giải phẫu bệnh Y3 rồi, tụi em biết ung thư ha. Thì giải phẫu bệnh nó là bao gì? Có thể là carcinoma, nhớ không nè? Có thể là melanoma, có thể là sarcoma, có thể là lymphoma, vân vân và vân vân. Tùy theo cái tế bào ác tính đầu tiên nó xuất phát ở vị trí nào, cái tế bào nào. Ha, rồi. Gọi là bản chất của bú. Rồi. Gần đây tụi em sẽ nghe nhiều hơn về cái khái niệm đó là gen nè, là sinh học phân tử. Tức có nghĩa là người ta đi sâu hơn về cái mặt bản chất của bú. Một cái cụm từ carcinoma, một cái cụm từ melanoma, một từ rất là chung chung. Người ta sẽ gần đây người ta sẽ tìm hiểu về khái niệm là nguyên nhân dẫn tới những cái vấn đề đó là do có thể một cái đột biến gì đó đặc thù ở đó, và những cái tế bào ung thư không phải là cái nào cũng giống nhau, cái là carcinoma là cái từ từ chung chung, nhưng đi sâu vào đó nó có những cái phân nhóm nhỏ hơn, thì mỗi phân nhóm nhỏ hơn đó nó có một cái tiên lượng cũng như là điều trị hoàn toàn khác nhau. Thì nếu như mà tụi em gần như ung thư rồi là cá hệ hóa điều trị, là bệnh nhân này thì điều trị phác đồ này, bệnh nhân kia điều trị phác đồ kia, thì nếu tụi em đi sâu vào cái những cái mảng đó, tụi em sẽ biết về cơ chế của bệnh lý ung thư của trên cụ thể của từng bệnh nhân, từ đó tụi em ra được những phác đồ điều trị riêng, người ta gọi là cá hệ hóa cho từng bệnh nhân, thì đó là bản chất của bú nha. Cho nên hầu như là nếu mà gọi là tim mạch hay là vấn đề về bên nội khoa thì hầu như là bây giờ nó đã phát triển rất là xa, phát triển rất là nhiều, bây giờ họ bắt đầu hơi chững lại, thì đối với bạn ung thư thì gần như là mở ra cho tụi em rất là nhiều để các con đường những nghiên cứu về nếu ung thư ha. Thì muốn đi về mảng này rất là hay, thì không phải là đi về ung bú thì mới có thể phát triển, mà em có thể là em đi về sinh học phân tử, tụi em nghiên cứu về cái đó cũng được nè, rồi tụi em đi về mặt giải phẫu bệnh cũng được ha. Nhưng mà những cái này là những cái còn rất là nhiều cái vấn đề để nghiên cứu tỷ lệ bệnh ung thư của mình. Mà bữa học giờ dịch tễ ha, càng ngày nó càng nhiều hơn, cái số lượng bệnh ca mắc nó càng ngày càng tăng hơn nữa. Rồi cái bước thứ ba là mức độ lan rộng, mức độ lan rộng của bú hay còn gọi một cái cụm từ khác đó là giai đoạn. À, tức có nghĩa là trong cái bức tranh mà cô kể hồi ban đầu, hiện tại thời điểm mà bệnh nhân vô với em, tụi em tiếp cận bệnh nhân, tụi em chẩn đoán hiện tại bệnh nhân đang ở giai đoạn bao nhiêu, đó là mức độ lan rộng nha. Rồi như vậy thì tóm lại chúng ta sẽ có 3 bước chẩn đoán. Bước thứ một là chẩn đoán cơ quan mang bú, bước thứ hai là bản chất của bú, bước thứ ba là mức độ lan rộng của bú. Rồi đó là gọi là chung chung để tụi em gọi là các bước để chẩn đoán. Nhưng các bạn sẽ hỏi cô là bước 1 là chẩn đoán cơ quan mang bú. Thì bây giờ tụi em làm sao tụi em biết được cơ quan mang bú? Ví dụ như đơn giản bệnh nhân vô có một khối u ở bú thì tụi em nghĩ đó là ung thư vú chẳng hạn. Nhưng nếu bệnh nhân vô nó cái khối thương tổn thương ở hạch thôi, mà hạch đó thì có thể là hạch nguyên phát, có thể là hạch hướng phát. À, tụi em không biết được nguyên nhân từ đâu thì làm sao tụi em biết được? Thì cái tụi em phải đi làm
những cái mà tụi em ứng dụng vào, tức là tụi em phải thăm khám bệnh nhân, tụi em phải cho bệnh nhân làm các xét nghiệm, vân vân vân, thì những cái đó người ta gọi là phương tiện chẩn đoán. Nghe kịp không các em? Như vậy có nghĩa tóm lại trong cái sơ đồ mà tụi em vẽ là tụi em sẽ sử dụng các phương tiện chẩn đoán để tụi em trả lời cho từng bước chẩn đoán như vậy. Khi trả lời được từng bước chẩn đoán, tụi em sẽ gộp lại, tụi em ra một cái cuối cùng, cái mũi tên cuối cùng là chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Cái dòng chẩn đoán cuối cùng. Nếu mình nghe kịp không? Cô nói lại chỗ này không? Tức có nghĩa là các em sẽ sử dụng các phương tiện chẩn đoán từ lâm sàng, từ cận lâm sàng, vân vân. À, giống như trên slide cô đang chiếu, để các em sẽ trả lời qua từng bước 1, 2, 3. Và cuối cùng tụi em sẽ tổng hợp tất cả ba bước đó lại để tụi em ra một cái dòng cuối cùng là chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Ông bà bệnh ung thư gì đó, giai đoạn bao nhiêu, giải phẫu bệnh là gì. Nghe kịp không các em? Kịp ha, chỗ này ha. Rồi. Việc cho tụi em trong tuần sau, ngày thứ năm tuần sau khi học trên giảng đường là các em sẽ sử dụng những cái mà cô nói cái câu vừa rồi áp dụng vô trong việc tụi em đi lâm sàng như thế nào, và cái thể hiện cụ thể nhất của cái việc đó là tụi em thể hiện qua cái bệnh án mà tụi em sẽ làm và tụi em sẽ trình. Nghe kịp ha các em ha. Thì đó là việc cho tuần sau ha, nhớ. Rồi, như vậy bây giờ cô sẽ đi vô chỗ này. Các phương tiện chẩn đoán thì nó sẽ bao gồm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm mô học. Thì để cho tụi em nhớ, ở đây thì không có bảng để vẽ ha, thì nhưng mà để cho em tưởng tượng dùm cho cô một cái hình tam giác. Chẩn đoán mình hay sử dụng cái hình tam giác á, tụi em có biết không? Cái chữ ký hiệu của chữ chẩn đoán á. Ừ, tụi em có biết cái đó không? Dạ, tụi em đi lâm sàng nó hay thấy cái hay, cô hay với cái ký hiệu cái tam giác không em? Dạ biết. Có không? Có không? Có không vậy? Dạ có. Rồi hình tam giác đó thì có tất cả là ba góc, phải không nè? Thì ba góc đó nó sẽ tương ứng với ba yếu tố là lâm sàng, cận lâm sàng. Cận lâm sàng ở đây là chẩn đoán hình ảnh hay là các xét nghiệm sinh hóa, người ta gọi chung là cận lâm sàng ha. Rồi, và cái góc quan trọng nhất trong cái tam giác đó là giải phẫu bệnh, hay còn gọi cụm từ chính xác là tụi em phải chẩn đoán mô bệnh học. Nó sẽ bao gồm giải phẫu bệnh, bao gồm sinh học phân tử, bao gồm các vấn đề về đột biến gen. Thì nếu tụi em hoàn thiện được cả đó thì tụi em sẽ ra được cái chẩn đoán cho bệnh nhân. Nhớ không tụi em? Hiểu không? Hiểu ý cô nói không? Một góc là lâm sàng, một góc cận lâm sàng bao gồm chẩn đoán hình ảnh nè, bao gồm các xét nghiệm sinh hóa nè, bao gồm các vân vân đó, và một cái quan nhất là mô bệnh học. Thì trong mô bệnh học sẽ bao gồm giải phẫu bệnh nè, bao gồm về sinh học phân tử nè, bao gồm về các vấn đề về đột biến gen nè. Rồi. Thì cái đầu tiên, cái góc tam giác đầu tiên là lâm sàng. Thì lâm sàng nó sẽ bao gồm cái việc mà tụi em, thứ nhất là tụi em tiếp cận bệnh nhân là tụi em phải hỏi bệnh nhân là tụi em hay khác về triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, và cũng một phần rất là quan trọng đối với việc chẩn đoán ung thư trong cái phần thăm khám lâm sàng, đó là việc tụi em hỏi về tiền căn, bao gồm tiền căn bản thân, tiền căn gia đình, đặc biệt trong những cái bệnh lý ung thư có liên quan đến vấn đề yếu tố gia đình, ví dụ như là vú nè, ví dụ như là đại trực tràng. Nghe kịp ha. Rồi, đối với cận lâm sàng thì như cô nói hồi nãy, nó sẽ bao gồm cái yếu tố về chẩn đoán hình ảnh, bao gồm các yếu tố về xét nghiệm mô xin lỗi em, về xét nghiệm sinh hóa. Trong đó có cái phần rất là quan trọng được gọi là các mặt cơ. Tumor biomarker đó em, hay được gọi là các dấu sinh học của bú. Thì tụi em sẽ thấy như trên slide chiếu hàng loạt những cái dấu ấn sinh học. Thì một câu hỏi tiếp theo, một cái nhiệm vụ tiếp theo đặt ra, và tuần sau chúng ta cũng sẽ, trước khi qua phần điều trị cũng sẽ hỏi lại và các em sẽ trả lời cho cô biết. Tức có nghĩa là nếu như mà bệnh nhân
Một bệnh nhân vô đến với em, hoặc là có một người nào quen nào đó cầm lại hỏi tụi em, nghe nói là tụi em học y hay tụi em sau này tụi em làm bác sĩ chẳng hạn, bác sĩ thì lớn hỏi tụi em là đi khám tổng quát, một cái vấn đề đặt ra đi khám tổng quát thì ở trong cái phòng khám đó tư vấn cho tôi tầm soát bệnh lý về ung thư và tư vấn làm hàng loạt những cái xét nghiệm sinh hóa như thế này, và tự nhiên có một cái chỉ số bất kỳ trong cái nào đó nó tăng lên. Như vậy thì cầm lại và khóc lóc với tụi em rằng là bác sĩ ơi, tôi bị ung thư, tôi sắp chết. Có phải xử trường hợp đó như thế nào? Rồi, thì đây là nhiệm vụ thứ hai ha. Rồi. Rồi, cái một góc thứ ba là về giải phẫu, là chuyện đó mô bệnh học, nó sẽ bao gồm giải phẫu bệnh. Thì lưu ý giùm cô, giải phẫu bệnh nó sẽ bao gồm hai mức độ. Thứ nhất là mức độ tế bào học, tức là các thể loại FNA, các em đã biết ha, FNA nè, hoặc là tụi em đi nội rồi, tụi em đi ngoại rồi, tụi em sẽ thấy là chọc dò dịch màng bụng, chọc dò dịch màng phổi làm xét nghiệm tế bào. À, đó. Đến mức độ tế bào học. Mức độ cao hơn là mức độ mô học. Rồi, nghe kịp. Rồi, nghe kịp ha. Rồi, như vậy cái câu hỏi thứ ba mà chúng ta sẽ đặt ra và dạy các em tìm hiểu luôn và từ sau sẽ trả lời, đó là mức độ mô học thì khi nào tụi em sẽ áp dụng chẩn đoán dựa vào tế bào học ra chẩn đoán xác định là ung thư, khi nào tụi em sẽ sử dụng kết quả mô học tụi em chẩn đoán xác định là ung thư. Như cô nói, chúng ta có hai mức độ là tế bào học, mức độ mô học. Nha, về lấy cuốn sách giải phẫu bệnh ra coi lại. Rồi. Được ha. Rồi, như vậy nói tóm lại là thứ năm tuần sau tôi sẽ gặp ở trên trường. Và các em sẽ về coi lại giùm cô ba cái phần hồi nãy cô mới vừa nói các em. Thứ nhất là việc chúng ta sẽ sử dụng ba bước chẩn đoán đó, bước 1, bước 2, bước 3 ha, và tụi em sẽ ứng dụng trên lâm sàng, khi đi lâm sàng và thể hiện cụ thể nhất là trên cái bệnh án tụi em làm, thể hiện qua ba bước đó như thế nào. Rồi, câu hỏi thứ hai như cô nói hồi nãy là về các tumor mặt cơ, và tình huống cô đặt ra là một bệnh nhân cầm đến với em với một cái tăng, một cái chỉ số bất kỳ trong các tumor mặt cơ đó, và họ than thở với em là họ nói là họ bị ung thư rồi, thì tụi em sẽ xử lý một tình huống đó như thế nào. Rất là thường nha, tụi em rất là thường gặp luôn thật sự. Và một cái tình huống và một câu hỏi thứ ba đó là mức độ tế bào học, mức độ mô học khác nhau như thế nào và cái nào tụi em sẽ sử dụng để chẩn đoán xác định rằng bệnh nhân bị ung thư. Được không nè? À? Các em nghe kịp ha. Thực ra là cái ba câu hỏi đặt ra nãy giờ cô cũng đã lòng trả lời cho em hết rồi, quan trọng nếu em nghe lại từ đầu. Rồi, được không nè lớp ha? Có gì thắc mắc không nè? Rồi, như vậy thì thôi mình tạm ngừng ở đây ha, cũng 5 giờ rồi. Xin lỗi lớp nhiều lắm, hôm nay kẹt trục trặc chút xíu. Rồi như vậy thì thôi mình sẽ nghỉ ở đây. Hẹn gặp lớp vào ngày thứ năm tuần sau ở trên 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 trường. Lớp trưởng sẽ nhắn lại trong group cho cô hai phần. Thứ nhất là các em sẽ gửi cho cô lại cái danh sách mà tụi em nhận được, là phân là đi bệnh viện nào và nhóm nào đó ha. Rồi công việc thứ hai là nhắn giùm cho cô là tụi em học ở tuần sau ở trên trường, học ở giảng đường là phòng nào giùm cho cô luôn ha. Rồi. Được không ạ? À? Được hả các em ha? Dạ vâng ạ. Rồi, như vậy thì thôi, cảm ơn lớp nha. Mình sẽ tạm thời nghỉ ở đây và xin lỗi một lần nữa, xin lỗi các em nhiều về sự trễ ngày hôm nay ha. Rồi. Rồi thôi các em có thể nghỉ ha. Cô sẽ sign out ra nha các em nha. Rồi, Dạ em gửi nhớ gửi cho cô nha. Ừ. Sao các em? Được ha, cô sao nha. Dạ chào cô. Rồi chào em. Dạ em chào cô.